Liệu chúng ta có thể solo 1v1 với Terosach chỉ bằng một chiều của trái Mammoth? Hay liệu random khi chăn tròn sẽ có tỷ lệ ra trái ngon hơn bình thường? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề trên nhé. Và trước khi bắt đầu video này thì mình là MT Rolog. Mình cá là các bạn không thể nhấn like, share và subscribe cho mình bằng ngón út của các bạn. Các bạn có 5 giây để thử làm nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Và ok, nếu các bạn làm được thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Liệu rằng random khi chăn tròn sẽ may mắn hơn random vào những ngày bình thường khác? Và để thực hiện được lần random này thì mình đã treo hơn một tiếng ở trong server để chờ cho đến chăn tròn, và đây chính là khoảnh khắc đó. Cơ mà từ từ, chăn nó chưa có lên cao các bạn, chờ một tí xíu nữa là được rồi. A few moments later. Hello, xin chào các bạn, cuối cùng thì mặt chăn nó cũng đã lên cao rồi các bạn à. Bây giờ chính là lúc để chúng ta thử coi random vào ngày chăn tròn liệu có may mắn hay không nhờ. Và ok các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vô trong để random thử coi là sẽ ra cái gì nha các bạn. Ok, random food. Bye. Phải nói là như cái đầu vui luôn các bạn. Trong lúc mà đang thất vọng tràn trề vì trái quay thì một thông báo bỗng nhiên xuất hiện. Adu, một trái ngẫu nhiên các bạn. Để mình thử đi tìm xem như thế nào ha. Ok, mình nghĩ là mình đã tìm ra được. Vãi cả nồi các bạn. Cái trái mà mình lụm được khi chăn tròn là trái lò xo các bạn. Nó cùng một ruột với cái trái mà mình random ra luôn á. Công nhận là dở vãi cả trưởng. Random khi chăn tròn mà nó đã như vậy rồi. Vậy thì các bạn có thắc mắc khi hết chăn tròn nó như thế nào không? Để bạn mình random thử cho xem nha. Dữ dằn chưa. Em xuống nghiêm túc. What the fuck? Đúng rồi. Oh shit. Cái đấy gì vậy? What the fuck? Đúng rồi. Trời má, các bạn thấy cái quần què không? Đây là trái nhặt được khi full moon. Đây là trái random được khi hết full moon. Còn ở lộn, đâu? Đây là trái random được khi trời full moon. Còn đây, đây là gì? Đây là trái random được khi hết full moon các bạn. Ây dồ, what the hell. Và ok, tiếp theo là liệu rằng chúng ta có thể solo 1v1 với con cá tận thế chỉ bằng một chiều của trái mammoth không các bạn? Và hiện tại thì mình đang ra khơi để đi tìm kiếm con cá đấy. Và cũng đã trang bị cho mình trái mammoth rồi. Giờ là đụng là chạm, đến là đón thôi nè. Đu cá tận thế tới các bạn. Oh shit, má, mình thấy trong video nó có đâu có làm mấy cái giống vậy đâu bạn. Ủa cái gì? Ôi, nó có khả năng né cả được các bạn. Ôi, sao mình thấy trong video nó đâu có. What the fuck? What the fuck, ba con si biết luôn. Ok bạn. Đu. Oh shit man. Cá béo đang đâu vậy? Oh má, đừng. Oh shit, fuck. Đồ. Lại thêm một con cá nữa các bạn. Lần này thì mình sẽ. Đó các bạn, đang đi một tí thì mình bị giục nha. Cá quyết định không buông tha mình các bạn. Mày không buông tha tao mày. Tuyết, nhầm chiếu bạn.
Nó vẫn thoát được, nó vẫn thoát được. Nè. Đó, xong rồi. Ấy, nó vẫn qua các bạn. Nè, vẫn sử dụng được chiêu, nó vẫn sử dụng được chiêu. Má bố mày chạy luôn. No. Thì đứng ở đây các bạn. Đi con mẹ. Và ok, đó là một số đoạn mà mình đã solo với con cá tay rô sách các bạn. Và mỗi lần mà mình sử dụng chiêu ép á, thì nó sẽ kéo con cá đi được có một tí à. Xong rồi thì nó sẽ bị giục ra các bạn. Trong khi đó con cá còn được sử dụng được chiêu nữa nha. Lạ lùng thiệt sự luôn ấy. Và thế là mình đã để giục mất rất là nhiều cơ hội. Và mình đã thua các bạn. Mình nghĩ là có thể solo 1v1 được với con Terosat các bạn. Nhưng mà nó là vấn đề kỹ năng thôi. Mình thì chắc là do gà quá hay sao các bạn. Hoặc là do mạng mình lắc. Nên là mình không có làm được. Xin lỗi các bạn nhiều nha. Và đến đây thì video cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha.